Ngày 4 tháng 5 tại huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, quỹ Steve Bùi và những người bạn do Việt Kiều Nhật Bản cùng công ty Pacific Food phối hợp với Hội Chữ Thập Đỏ Hà Tĩnh trao tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Quà tặng là hơn 1.000 bộ quần áo đồng phục, sách vở, 10 xe đạp đi học cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn học giỏi. Ông Lê Bá Linh, đại diện công ty Pacific Food cho biết, chúng tôi là những người Việt Nam sống xa quê hương, có may mắn hơn bà con vùng khó khăn nên đây là trách nhiệm chia sẻ với đồng bào, nhất là những em học sinh có hoàn cảnh vượt lên khó khăn. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ các em trong học tập bất cứ khi nào. Được biết trong năm 2021, quỹ Steve Bùi và những người bạn cùng công ty Pacific Food đã trao tặng hàng chục ngàn đồ dùng, phương tiện học tập, quần áo cho học sinh các tỉnh Khánh Hòa, Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Quảng Trị.